Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Hôm nay cô và các em sẽ cùng đi vào tiết 3 của bài 5 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào bài tập số 1A. Tô màu vàng vào những quả xoài ghi phép tính có cùng kết quả. Như vậy ở đây các em sẽ cần dùng đến giấy nháp. Các em sẽ tính kết quả của các quả xoài này này. Xong rồi các em ghi lên phía bên trên đầu. Cô em có thể dùng bút ghi nhỏ phía bên trên nhé. Cô nhẩm luôn nhé. Ta cộng hàng đơn vị trước. 5 cộng 2 bằng 7. Viết 7 này. 8, 3 cộng 5 bằng 8. Viết 8. Như vậy cái quả xoài đầu tiên này sẽ ra kết quả bằng 87. Sang quả xoài thứ 2, 79 trừ đi 6. Ta có 9 trừ đi 6 bằng 3. Viết 3. 7 hạ 7. Viết 7. Như vậy quả xoài thứ 2 bằng 73. Quả xoài tiếp theo là 7 cộng với 80 thì bằng 87. Quả xoài tiếp theo nữa, 65 trừ đi 5, kem nhẩm ra luôn bằng 60. Nếu bạn nào không nhẩm được thì kem sẽ đặt tính theo hàng dọc để kem tính cho cô. Sau khi kem tính ra như vậy rồi, kem tính kết quả ghi ở phía trên này, thì tô màu vàng vào những quả xoài có cùng phép tính, có cùng kết quả đúng không? Như vậy cái quả xoài này bằng 87, cái này cũng bằng 87. Như vậy cái quả xoài này các em ghi là tô hai quả xoài này cùng tô màu vàng cho cô. Đấy, hai quả xoài này có cùng kết quả này. Tiếp theo, tô màu xanh vào quả cam ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Như vậy ở đây kết quả ở quả cam nào? Ghi kết quả lớn nhất thì các em sẽ tô màu xanh. Vậy chúng ta cần tính kết quả của các quả cam. 98 trừ 63, ta có 8 trừ đi 3 bằng 5, viết 5. 9 trừ đi 6 bằng 3, viết 3. Như vậy quả cam đầu tiên có kết quả bằng 35. Quả cam thứ hai, 54 cộng với 5 thì bằng 59. Quả cam thứ ba, 25 cộng với 40 thì bằng 65. Ta có 5 cộng với 0 bằng 5, 2 cộng 4 bằng 6, bằng 65. 78 trừ đi 20, ta có 8 trừ 0 bằng 8, 7 trừ đi 2 bằng 5. Như vậy cái này bằng 58. Sau khi các em tính hết kết quả của các quả cam thì các em thấy quả cam này này có kết quả lớn nhất bằng 65. Đấy, nó sẽ lớn hơn 35, 59 và 58. Như vậy cái quả cam này các bạn sẽ tô cho cô màu xanh. Các em sẽ tô màu xanh vào quả cam này. Được chưa? Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được bài tập số 1. Bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại để làm cho xong. Cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 2. Ta có bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các bạn viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 70 cộng với mấy để bằng 100? Thì ta có 70 cộng với 30 để bằng 100. 90 trừ đi mấy bằng 80? Thì 90 trừ đi 10 bằng 80. 100 trừ đi 60 bằng mấy? Thì 100 trừ đi 60 bằng 40. Tiếp theo nữa, mấy cộng với 60 bằng 100? Thì 40 cộng với 60 bằng 100. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Sang bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 2, hãy dừng lại một chút để tiếp tục làm cho xong bài tập số 2 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu các bạn tính. Ở đây có phép cộng và phép trừ. Trong một biểu thức có hai phép toán cộng trừ thì phép toán nào ở trước các em thực hiện trước, phép toán nào sau thì các em thực hiện sau. 25 cộng với 42 trừ đi 30. Thì cái phép toán này là phép cộng này, nó đứng trước này, các em thực hiện trước.
Ta có 25 cộng với 42 thì bằng 67. Lấy 67 trừ đi 30, lấy kết quả 67 trừ đi 30. 67 trừ đi 30 thì bằng 37. Như vậy ở đây các bạn điền số 37 vào. Tiếp theo, 89 trừ đi 57 cộng 46. Phép trừ đứng trước, các em thực hiện phép trừ trước. 9 trừ đi 7 bằng 2, viết 2. 8 trừ đi 5 bằng 3, viết 3. Sau đó lấy 32 các bạn cộng với 46. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. Như vậy, kết quả của phép tính ở đây bằng 78. Ai chưa làm xong thì các em hãy dừng lại để làm xong bài tập số 3. Chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Một ô tô có 45 ghế ngồi cho hành khách, trong đó có 31 ghế đã có hành khách ngồi. Hỏi trên ô tô còn bao nhiêu ghế trống? Như vậy muốn biết còn bao nhiêu ghế trống thì các em lấy tổng số ghế, các em trừ đi số ghế đã ngồi thì sẽ ra được số ghế còn trống. Trên ô tô còn số ghế trống là, trên ô tô còn số ghế trống là, các em sẽ lấy tổng số ghế là 45 ghế, các em trừ đi số ghế đã ngồi là 31, như vậy sẽ còn 14 ghế trống. Đáp số mười bốn ghế trống tiếp theo cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Những ai chưa xong bài tập số 4 thì các em hãy dừng lại để làm cho xong bài tập số 4. Như vậy ta có bài tập số 5 như sau. Viết số thích hợp vào chỗ trống. Ở đây các em sẽ có cái quy luật này. Chúng ta có tổng 3 cái cánh hoa này. 20 cộng với 5 cộng với 2. 20 cộng với 5 thì bằng 25. 25 cộng với 2 nữa bằng 27. Như vậy tổng 3 cánh hoa thì nó sẽ bằng số ở giữa cái nhụy hoa này. Đấy, tương tự như vậy đây này. Ta có này, 12 cộng với 31. 12 cộng với 31 thì bằng 43. 43 cộng thêm 10 nữa bằng 53. Như vậy là tổng 3 cái cánh hoa này, tổng 3 số ở 3 cánh hoa thì nó sẽ bằng cái số ở giữa. Vậy ở đây cũng là tổng 3 số ở 3 cánh hoa, nó phải bằng số ở giữa. Vậy các em lấy 20, 40 cộng với 20 thì bằng 60 rồi. 40 cộng với 20 bằng 60. Vậy 60 cộng thêm bao nhiêu để bằng 65? Thì 60 cộng thêm 5 sẽ bằng 65. Như vậy ở đây nhá, tổng 3 số ở 3 cánh hoa thì nó sẽ bằng số ở nhụy hoa. Đấy, như vậy thì 65 sẽ bằng 40 cộng với 20 cộng với số này. Mà ta có 40 cộng với 20 thì bằng 60. Vậy 60 cộng thêm bao nhiêu để bằng 65? Thì 60 cộng thêm 5 nữa bằng 65. Vậy cánh hoa này các bạn điền cho cô số 5. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết 3
của bài 5 ở trong quyển vở bài tập tập lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Bích Hạnh để cùng xem các video mới trên kênh của cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.